Từ xa bỗng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thay nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỷ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh. Bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền. Rằng hôm nay vì mở phước điền, mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương. Sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc báo ác nhiều phương cổ dò. Mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cân liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liễu, cách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tự theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bất tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh đất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu có nhồ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dạy cho nhiều phải trả lời nhiều. Nợ hồng cần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dích trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mây. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp
chẳng còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách cần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dính liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốc nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bất dâm ân. Biết bao điều thảm sát bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chớm riêng. Khắp quan cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay. Bạn phản bạn quên ngày hậu nhật, trai bất nghĩa gái không hạnh đức. Chồng bát tình vợ thất tiết trinh, trò phản thầy tớ hại chủ mình. Cũng vì sắc tài danh phần lớn, mình sung sướng mặt người đau đớn. Thấy của ai cũng muốn lâm le, lời nói lành chẳng để tai nghe. Thấy việc phải không hề bắt chước, vì ích kỷ chẳng vui làm phước. Vì ngã nhân muốn được phần mình, tao muốn ngàn tội ác tại đình. Cũng vì lợi vì danh vì sắc, người đối xử với người khe khách. Người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau, chẳng phải vì ích kỷ hay sao. Quyền lợi đụng chạm nhau do đó, muốn danh vọng muốn nên giàu có. Muốn cao sang vợ đẹp con xinh, muốn cho ai cũng phải phục mình. Muốn mình sống mặc tình ai chết, càng muốn mãi muốn hoài không hết. Các việc do lòng ích kỷ sanh, giữa loài người đủ mặt
cạnh tranh vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng chạy mày. Xét cho kỹ có ai sung sướng, chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng cách thù hèm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống việc chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lung công bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng tranh thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tái ngoài. Thanh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quy bất tùng, cam rất lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng tinh tinh, mà chẳng lọt mái lòng ca nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở,
có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới. Đa số kẻ sống đời như thế, tham danh lợi lỗi lầm bất kể. Mê sắc tài tội lễ chẳng màng, ấy phần đông của kẻ thế gian chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia diệt khổ dạo mình. Sương nhất thời đi khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm. Đâu an toàn đâu được quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quả sầu. Tưởng rằng thừa nước đục thả câu, chẳng dè có kẻ sao đến thợp thay nước. Chứ tưởng là dễ hớp, lợi nằm ngay trước mắt khó ăn. Lòng dục nên tìm cách cản ngăn, chớ ham việc lợi danh mang hòa. Bụng khi đói ngậm mồi khó nhà, nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhịn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai. Phần đông theo sở dục hằng ngày, muôn chi cứ làm ngay chẳng xét. Biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao. Để cho lòng tham dục túng thao, hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, xong tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này cái đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liền chìa. Cứ như thế kéo lê kiếp sống, đời này chẳng làm nên trò trong. Kể đời sau cũng hỏng hư luôn, đã trải qua số kiếp dư muôn. Nào khắc giống giả tràn xe cát, tưởng là giấu được điều tội ác. Đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân, lo thân mà trái lại hại thân. Chỉ một khổ làm thêm mười khổ, bị mọi cảnh trần gian cam dỗ. Làm mê tâm của kẻ tham gian, gần xuống mồ lòng vẫn còn ham. Đeo danh lợi như sam khó gờ, cũng vì thế mà không hết nợ. Vừa chết xong liền trở lên ngay, dạy đâu thì trả đó công sai. Kể sau hết hình hài quá bao, vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo. Giàu hay nghèo chớ bảo không căng, hễ trồng tre thì có lên măng. Làm ác tất phải mang quả ác,
chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngã, tạo công nghiệp tức mang cộng hòa. Sự đồng tâm chớ khá coi thường, chỉ gật đầu cũng đủ tai ương. Đâu đợi đứng chủ trương mới tồi, lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy chỉ gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải chia thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tai chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức cánh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đáo tặc lẻn vào trong vét sạch của tiền, mất của tiền chỉ bị trưng chiên. Mất thiện tánh đảo điên đời kiếp, bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp. Còn việc chi khủng khiếp ai bằng, bối ly loạn càng lắm khó khăn. Sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò, nào quyền thế rủ rén to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lâm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy dẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài xô ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy què, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế,
đạo càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều tranh địa vị nước nghèo sơ sát, thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẹo giỏi cũng không sao chạy khỏi lưới trời, có thể mình giấu được người đời. Nhưng mình chẳng giấu nơi mình được, một mình biết đủ làm tối phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy, nhân quả cũng giống như chuyện ấy. Thưởng phạt không sai chạy tí nào, trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc, việc đã thấy làng khang trước mắt. Sự sách còn ghi chép giấy đầy, có từ xưa không phải mới đây. Kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp, nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, hòa lại danh lợi hết phò trì. Tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt hoàng gia, làm cho kiếp thêm ra tội bao. Bị các việc hỏng trần lừa đảo, biết mà không chịu thâu lui ra, trái lại còn thêm việc mê sang. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si, lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là hốc giỏi, nhiễm thì hư chớ có nói tài cao, gặp việc không để trí xen vào. Đường tội lỗi thế nào cũng dấp, do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng là một thứ trần lao, đều bị khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhớ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại. Chỉ mang đời chết dãi sống mây, nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về. Dùng dây lên đánh phá giấc mây, để thưởng thức bồ đề thật cảnh, tìm cho thấy được nơi bổn tánh. Tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tinh ngộ.
Nếu không tách khỏi vòng mê lồ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cũng quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lầu. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân cầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mạng căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si. Nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mây trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lấn đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần tri hiểu đến. Vật dù đã có nhiều cảnh khến, cô giũa bào cũng bén trơn ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thủ hèm. Ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng cá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân.
tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười có sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì. Gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chợ quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trợ lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo dạy dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy, đã là người biết phân phải quy. Khá chọn đường nhân ấy mà đi, lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy giới tội. Được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diều. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa. Gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chăng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tận. Chỉ có một mình chẳng để bằng, nhưng vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào. Giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa.
việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toàn cửa ấy, phải lo tin trước khi sống dậy. Nổi gió rồi quát cậy sao xong, biết rằng khi chết nắm tay không. Chớ tạo nghiệp ác trong lẻ sông, tạo nghiệp ác dù dày hay mỏng, cũng phải đền chẳng trốn cõi đâu. Nghiệp mỏng thì bị nhẹ thắm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm canh hằng, đừng kinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiện, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát không cần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghỉ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kiệt. Còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời. Khi đời hết vì người mê hết, bởi mê thấy vật kia cũng mất. Thân chết nhưng không chết nghiệp mê, mê đâu thì sanh đó không xê. Luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp quảnh hành. Chừng đó mới trở thành tự tại, lầm lạc biết quẩy đầu trở lại. Cố đi dầu xa mây cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân. Giảng sự ở tinh thần cương quyết, lo liệu trước
khi đời tận diệt gần lâm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngà. Kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày. Dù ở nơi đường cây chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Phật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tình mỏi bề, tâm thật tình là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thông dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thế trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thế thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo sò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình.
sớm làm cho tâm được thanh bình là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi khoảng tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngọn đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi, được có của nhờ lo cắm cùi. Đất đau màu nhờ gối trần tâm, quyết tu hành tất đạt quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu, vạn sự do chi quyết làm đầu. Chi đã quyết thế nào cũng được, đừng hèn yêu trước điều trái ngược. Chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô, dẹp gian phi dẹp tánh phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng dẹp lời lau khoét, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên phân nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua. Lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn dương diêu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lâu sau, khi đã giác lào lào trong sáng, mê với giác nói hai hình dạng. Nhưng cũng từ một bổn tâm sanh, dạng sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành dạng sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành, việc lớn lao bằng núi băng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy.
các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ, lấy chân tâm để mà làm chủ. Chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm, vọng tâm mà tưởng thật là lầm. Kẻ tu niệm phải cần đỉnh rõ, chân tâm rộng lớn và sáng tỏ. Vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ, chân tâm thì phẳng lặng như tờ. Vọng tâm rối giường tơ vò cuồng, chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn. Vọng tâm thì bị vướng lung tung, chân tâm thì như khoảng không trung. Trầm dáng vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bốn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau. Chủ được tâm cho đạo sớm khai, đạo khai rồi cùng Phật đồng vai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tình tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật có trong. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cánh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được.
Tin làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ, việc trần chẳng để lòng ham hô. Chắc chắn không bị trở lại trần, lòng hằng mong cõi Phật được gần. Thế nào cũng sanh lên cõi Phật, luật nhân quả chẳng bao giờ trật. Gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi có trái từ bi, gieo bảo ác lên cây bảo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gây trai, tình như thế hết ai phạm tội, nói cài hối lòng không thật hôi. Nói tin không tuyệt đối tưởng tin, gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cần chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối ở trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh hòa. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm, khá để lòng tin tưởng cho thâm. Trọn đời cố gắng làm theo đúng, thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đau bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mây. Đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau. Hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tội lỗi không trông thấy nữa. Đời chẳng khác như là nhà lửa, đạo như là nước chữa cho tiêu. Thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả.
Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng. Đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo. Cột kèo thiếu thì nhà xỉu xào. Đạo đức không đời bạo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được suông. Sống không tội thoát nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, dình nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lây pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương tiện hung hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ. Mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn độn, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chứ ít vui cười, là cảnh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuần ân ái như xưa. Cánh hồng cần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lái thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lầy. Nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi giáng sử đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng ra. Cõi tạm giả xác thân cũng già, đến cuối cùng đều hóa ra không. Mưu mẹo gì cũng chỉ luôn công, càng thêm tội chớ không tồn tại. Tội
tội càng lắm càng làm ngu dài, sự khổ đau càng phải chịu nhiều, kiếp luân hồi nói mãi không tiêu. Đường sông chết cứ theo chặng cuối, đó không phải tại nơi may rồi, mà tại người tự trói buộc vào, bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh. Chuyển luân trong sao nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết. Say mê ấy sớm lo trừ diệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bơ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, có chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài dòng thành trú hoài không, được bất diệt bất sanh như Phật, làm chủ tất cả trong vạn vật. Được bản thân chân thật bất hư, cõi niết bàn tịch tịnh thường cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xiên, cõi niết bàn yên lặng vô cùng, được tới đây mới thật thung dung. Người sống mãi chứ không ai chết, không già yếu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường, trí phàm không có thể đo lường. Cảnh màu nhiễm vô biên vô tận, chúng sanh nếu tu hành tinh tấn đều được đi tới cảnh niết bàn, quyết lòng tu sẽ được bước sang, còn lần lửa nghi nan khó tới. Ngày tháng cứ trôi qua không đợi, gần lâm chung mới hối muộn màng, sớm tu thì sớm hết khổ nạn, sớm tới cõi niết bàn tịch tình. Viết trần thế chớ nên bệnh rình, hãy nhất tâm tu tịnh thường ngày, ráng làm cho thấy tánh bổn lai, các vọng tưởng trần ai mới hết. Khi tịnh niệm lòng còn mỏi mệt, thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, các phiền não mọc mầm không nghỉ. Khá phân tích nơi lầm cho kỹ, đừng để lầm nhận quỷ là con. Thật tâm chân thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thì chung bất nhất. Tâm chân mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma vương. Tâm chân thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng lạc đường địa ngục. Tâm chân dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chân sang sủa vô cùng, còn tâm vọng mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn, vì mông lung nên lộn sai đường. Vọng với chân phải xét tận tường, tìm lấy cái tâm chân làm chủ. Tâm chân tất là tâm thường trụ, tâm vọng là tâm đủ thứ sanh. Tâm chân là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dự, lành mới thật là hành Phật sự. Dữ thì là đồng thứ nghiệp ma, khởi tâm lạnh thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là quả tới.
tâm chân tất diệt lạnh thường khởi, tâm vọng thì diệt dữ thường sanh, tự xét tâm khởi dữ hay lành. Tất biết rõ tâm chân hay vọng, diệt thần tộc khiến cho tâm đồng, dữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu. Vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hôi. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi, thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng ấy trở thành chân được. Biển trần khổ sống đùa xuôi ngược, phải quyết tâm sông lướt cho qua. Phá dòng dây của lũ yêu ma, để gặp mặt Di Đà Phật Tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ, thật là